Vâng, thưa các bác, buổi chiều hôm nay tiếp tục em giới thiệu cho tất cả các bác chị là hai chiếc điều hòa nhiệt nội địa của dòng Panasonic. Đằng trước em thì có một, giữa hai chiếc này có một chiếc là đằng trước là 10.000 PTU và đằng sau là 16.000 PTU. Cái đặc tính của dòng máy nhật thì vận hành êm ái, đấy là những cái nét mà rất nổi bật. Thì em nói rồi, tùy theo phòng các bác có thể là đặt theo cái công suất máy. Mua hình chung thì việc mở máy dòng máy nhật nội địa thì nó sẽ có rất nhiều đầu công suất, nó không như Việt Nam. Việt Nam mình chỉ có 9.000 PTU và 12.000 PTU và 18.000 PTU, nhưng với công suất của máy nhật thì nó lại khác hơn một chút. Sẽ có máy 9.000 PTU và 10.000 PTU và 12.000 PTU, 14.000 PTU và 16.000 PTU mới đến 18.000 PTU. Như vậy thì nó hơi khác Việt Nam, nó rất nhiều cái công suất nó gần sát gần nhau, nó khác Việt Nam một chút. Thì giới thiệu cho tất cả các bác chị là hai chiếc máy điều hòa Panasonic, con đằng trước là 10.000 PTU và 16.000 PTU, con đằng sau. Thì hai con máy này thì rất là đẹp. Đấy, em nói rồi cho các bác nha, hàng của em là hàng toàn hàng tuyển xuất sắc, hàng đẹp thôi. Con đằng trước em này có 10.000 PTU là có nano và có ecolavi và có vệ sinh dàn lưới. Đấy, đây là những cái dòng máy rất cao cấp của Nhật, nó dành cho những người có tầng lớp kinh tế khá ở bên Nhật. Nói chung ở nước nào cũng vậy, đều có những dòng thường và dòng cao cấp. Đấy là những cái mà tùy theo cái mức sử dụng của từng người. Vậy cái con đằng trước này em sẽ nói là có tính năng như vậy, là 10.000 PTU. Còn con đằng sau là 16.000 PTU. Có mặt dâng, con này đặc điểm hơn thì có mặt dâng và có vệ sinh dàn lưới. Cửa cánh là cánh cửa robot. Đấy là một cái điểm mạnh của con 16.000 PTU này, có mặt dâng. Còn con này đằng trước em thì không có mặt dâng. Mỗi một máy thì đều nó có một đặc tính riêng và cái ưu điểm riêng của nó, nên là không, nó không tích hợp chung vào một dòng hãng máy nào cả. Vậy với những cái hai con máy này thì con đằng trước em thì chạy bằng điện 100V. Đấy. Con đằng sau thì là chạy điện 200V. Thì em đã nói rồi, nhưng hôm nay em sẽ nhắc lại thêm một chút là dòng máy Nhật thì nó có nguồn điện Nhật thì có 100V và 200V, giống như Việt Nam mình là có điện là 220 và 380. Vậy những con 100V này thì các bạn phải dùng qua biến áp hạ nguồn xuống để đủ 100V hoặc là 110 tối đa là chạy được 125V. Đấy, vậy thì để chúng ta có thể chạy được ở cái dòng máy 10.000 PTU này. Còn cái con 16.000 PTU thì nó hơi khác biệt một chút. Nó là chạy điện 200V. Còn điện lưới chúng ta là 220. Vậy nó chỉ chênh nhạch nhau có chưa đến 10%. Vậy có thể chúng ta đóng trực tiếp con 16.000 PTU này, có thể đóng trực tiếp vào điện của lưới của chúng ta được mà không phải qua đổi nguồn nữa. Đấy, vậy để nhắc lại giống để cho các bác có thể hiểu thêm về dòng máy Nhật. Đấy, bởi vì những cái con công suất từ 16, 18, 24.000 PTU là đều điện chạy điện 200V. Vậy chúng ta có thể là lắp trực tiếp vào điện chúng ta được. Còn cái dòng 12.000, 10.000, 9.000 thì chúng ta phải qua biến áp. Đấy, đây các bác nhìn này, hình thức máy còn rất là mới, em soi này, còn soi bóng gương đột cho các bác xem. Em sẽ quay quận cảnh cho các bác xem nhá. Đấy, máy rất đẹp. Đấy. Với hai chiếc máy thế này thì nó có điểm mạnh của nó là chạy là hơi khác mấy máy Việt Nam một chút. Đó là công nghệ thì Nhật nó đồ về đồ gia dụng các bác đã biết rồi. Nó là đi đầu so với em châu Âu thì em quyết, chứ châu Á nó là những cái đặc tính mà những nước khác chưa thể làm nên được cái nét nổi bật như dòng máy của Nhật. Những dòng máy như này vận hành rất là êm, cục nóng chạy rất êm và lạnh không khô da như dẫn những dòng máy khác, lạnh không khô da nha các bác nha. Nhất là chúng ta về mùa hè này thì cũng đã bắt đầu đến rồi. Hôm nay mới là đầu tháng 2 thôi, em thấy cảm giác đấy ở cái nhiệt độ cũng như là trời nắng rất to. Vậy cô bác anh chị nào hãy nhanh tay, bởi vì em dự tính cái hè năm nay thì điều hòa rất chi là cao so với những ngày trong năm như năm trước, bởi vì em thấy hiện tượng năm nay nắng rất sớm.
và có xu thế là hàng hóa năm nay có thể bắt đầu cao dần lên. Đấy, vậy cô bác anh chị nào lên em khuyên các bác tất cả đằng nào chúng ta cũng lắp. Đấy, nên lắp tầm bây giờ. Thì thứ nhất là chúng ta có thể là chọn lựa được những cái dòng máy nó ưng ý, cũng như là cái người thợ lắp thi công cho các bác nó yên tâm hơn. Đấy, không nhiều các bác là thường người Việt Nam các bác biết rồi, đến nơi bắt đầu mới đi mua. Nên lúc bấy giờ thì giá cả cũng như người lắp cho các bác thì các biết nó không thể nào đạt được cái như những mình gì mình mong muốn. Đấy, em khuyên ngày hôm nay em khuyên cho các bác chứ không phải là em là người bán hàng mà em nói để cho các mua, không phải. Đây này là dùng bằng cảm nhận của em, bằng cách là rất nhiều năm qua em đã kinh doanh và em đã là người tiêu dùng rất nhiều những về những cái sản phẩm đồ điện gia dụng Nhật. Vậy ngày hôm nay thì em nhấn mạnh là cô bác anh chị nào mua hãy mua sớm, mua của ai cũng được, không em không nghĩ là mua của em nhưng mua của ai cũng được. Đây, mua trên các đại lý hoặc là dòng điều hòa nào nhưng nên mua sớm. Đấy. Đấy, vậy ngày hôm nay thì đây các bác sẽ nhìn này, đấy là những cái tính năng mà em đã nói tiếp là những dòng máy này chạy vận hành êm, không viêm họng, không khô da, rất là phù hợp với những người già và trẻ nhỏ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Còn chúng ta người lớn thì quá ok rồi, đấy là cái mà chúng ta không cần phải can thiệp nói nhiều nữa. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu nha, hai chiếc điều hòa, con đằng trước là 10.000 TBU và con đằng sau là 16.000 TBU, hãy liên hệ nhanh nha các bác nha. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem bên trong dưới này. Đấy, máy rất đẹp. Đấy, nhìn này các bác xem này, hai chiếc này đều. Đấy, con thứ hai này. Đấy, máy hình thức còn khá là sáng sủa. Em nhấn mạnh nha, hàng của em là toàn hàng tuyển chọn thôi. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nhanh nhé. Vâng, xin chào các bác.